Kính chào quý vị và các bạn. Được ít hôm giảm gió thì sang ngày hôm nay, gió Tây Nam ở vùng biển Bình Thuận lại mạnh lên. Cảnh báo trong chiều và đêm nay, gió vùng biển này có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7, gây biển động. Còn với vùng biển, từ Nam Vịnh Bắc Bộ trở vào cho tới ven bờ Ninh Thuận, chiều nay gió chỉ khoảng cấp 3 cho đến cấp 5, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km và độ cao sóng ở đây là từ 0m50 cho đến 2m50. Trời ít mưa, nắng nhiều, an toàn cho các hoạt động của tàu thuyền. Trong khi đó ngoài khơi, mưa dông vẫn đang bao phủ cả một vùng biển rộng ở Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm có huyện đảo Hoàng Sa. Cảnh báo trong mưa dông có thể đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh. Bà con đánh bắt cần chuẩn bị sẵn các phương án để đảm bảo an toàn. Trái lại, canh vùng biển huyện đảo Trường Sa, mưa chỉ xảy ra vài nơi, đa phần là tạnh giáo, gió thổi đều cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km và độ cao sóng là từ 1 đến 2 mét. Khả năng là 2 đến 3 ngày tới mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn. Trên đất liền Trung Bộ, chiều nay dọc các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào cho đến Ninh Thuận, nắng nhiều và nóng với mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Sau buổi trưa chiều nắng gắt thì đến chiều tối một số nơi sẽ có mưa dông rải nhiệt. Trong đó ở Thanh Hóa khả năng sẽ có mưa dông mạnh. Lưu thông ngoài đường thì quý vị cần hết sức chú ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết đáng chú ý trong các bản tin thời sự tiếp theo.